Nếu như cách đây khoảng 1 năm về trước, khi các bạn có khoảng 190 triệu, các bạn loay hoay không biết tìm một chiếc xe nào hợp lý để đi gia đình, rồi chạy đưa đón con đi học, đi siêu thị, mà lại được xe đời cao, số tự động, mà đỡ phải sửa chữa. Nhưng với thời điểm hiện tại, nếu khi bạn cầm 190 triệu, thì trước mặt em đây, các bạn đã sở hữu được một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2014, số tự động, xe chỉ chạy 8 vạn xịn thôi, đấy, rất là mới. Vì anh chị có thể biển vẫn là biển của 2014 này, 30A 2014 này, xe số tự động 5 chỗ, quá hợp lý luôn. Xe cam kết keo chỉ máy móc zin, không đâm đụng, không bơi lội, quý khách có thể chơi tét mọi nơi. Đấy, về cơ bản chiếc xe này thì nó cũng đã có rất nhiều đồ chơi. Như quý anh chị có thể nhìn thấy, nó là có hai túi khí nhá. Đấy, túi khí lái và túi khí phụ. Đấy, có ghế ta, màn hình. Đấy, có màn hình và có cam lùi rồi. Trần nghỉ rất là đẹp, nội thất bên trong rất là sạch sẽ. Nói chung là chiếc xe này thì so với chiếc xe các cùng đời chắc không có đối thủ đâu. Đấy, xe chủ xe không đi mới, để một chỗ nên cửa đóng ra đóng vào đôi lúc nó vẫn còn có tiếng kêu. Chắc là tí với em về em xịt tí LV7 hoặc là bôi tí dầu vào nó sẽ hết thôi. Đấy, máy móc thì em chưa dọn gì cả. Đấy, máy móc đây, em chỉ máy móc thì em cũng chưa dọn đâu, nhưng xe thì cực kỳ mới, cũng không có gì để chê cả. Đấy, thời điểm này mua xe quá là hợp lý rồi, không thể hợp lý hơn được nữa. Máy móc keo chỉ các gang nó sáng rực luôn. Chỉ 190 triệu thôi, quý anh chị đã sở hữu được nó. Nếu quý anh chị có quan tâm về chiếc xe này, xin liên hệ với em Việt qua số điện thoại 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và gửi tất cả các hình ảnh video nếu anh chị cần thiết. Em hiện tại đang bày bán chiếc xe ở phố Thanh Thái gần công viên Cầu Giấy. Em xin cảm ơn ạ.